anh Easybot à. Lần đầu tiên tao liên quân chúng tôi một phe. Xin tự giới thiệu, em tên là Pháo, láo nháo bất chấp cả lên nào. Sao không nhắc mày chạy liên quân đi? Quắc tay cái với chị Đẩu luôn, năm sau làm hoành tráng. Anh hầm đội bạn như là hầm xương. Táo sản phẩm, tôi nhắc lại một lần nữa. Đúng nhận sai cả em. Ôi trời ơi, coi như kiếp nạn chứ tao má. Thằng kia, mày trả treo nó vừa vừa thôi nhá. Con nào, thằng nào, đứa nào viết cái báo cáo này? Khéo mà nó khoan nổ ấy. Thế ra cả như tôi này đi to chân ngắn không chạy kịp đâu. Táo Quân 2024, ai lên chầu? Đón xem vào lúc 20h30 ngày 2 tháng 2 tại YouTube Liên Quân Mobile Esports Garena.